Xin chào bạn, nếu các bạn đang dùng những dòng Sony Alpha này mà không biết chọn lens gì thì đây là video dành cho bạn. Hoặc nếu bạn là những người đang phân vân không biết lựa chọn một cái chiếc máy nào nó phù hợp cho mình để cho những cái chuyến du lịch sắp tới á, thì các bạn cũng nên tham khảo video này nhé. Bởi vì ở video này mình sẽ chỉ cho các bạn cách chọn lens dành cho những dòng Sony 6000 làm sao một cách nó tiết kiệm nhất, chuẩn nhất có thể. Và những bạn nào đang phân vân để chọn máy đi du lịch hoặc một máy nó nhỏ gọn thì có thể xem video này để có thêm kiến thức về cách chọn lens cho mình nhé. Những cái dòng Sony Alpha này nó có một đặc điểm là body nó rất là nhỏ gọn, kèm theo là cái nhỏ gọn này nó thì cái hệ cảm biến crop này nó cũng đem lại cho bạn một cái lợi thế lớn, đó chính là cái hệ lens nó cũng nhỏ theo, nó không bị to như những cái dòng Sony Alpha full frame, một cái lợi thế rất là lớn dành cho những bạn thích những cái máy nó nhỏ gọn. Thì để mà ống đi kèm với những cái dòng Sony Alpha như này thì nó có những loại ống nào? Thì để mình có thể chỉ ra cho các bạn những chiếc ống kính hiện đang hot hiện tại và những chiếc ống kính được nhiều người lựa chọn, chất lượng của nó đã được nhiều người kiểm chứng rồi. Thì để mấy anh cô nội sẽ chỉ cho bạn những cái lens đấy để các bạn thể chọn lựa một cách nhanh nhất như có thể nhá. Đầu tiên, nếu các bạn muốn chụp ảnh xóa phông chân dung thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên đó chính là Sony 50F1.8 OIS. Đây là một chiếc ống kính 50mm. Một chiếc ống kính các bạn có thể nghe thấy rất nhiều rồi trong giới nhiếp ảnh rồi. Một chiếc ống kính mà ai cũng phải có. Khi lắp lên dòng Sony Alpha này thì nó sẽ ra một cái tiêu cự rất là vàng để dành cho những anh em nào thích chụp chân dung đó. Con ống kính này thì nó có những ưu điểm gì? Ưu điểm con 50mm này đó chính là nhỏ gọn, vỏ cực kỳ chắc chắn. Mặc dù đây là một lens tầm trung đó, vỏ cực kỳ chắc chắn đó. Khẩu độ F1.8 và cái quan trọng nó tích hợp bên chống rung. Những cái này thì những cái lens 50 của hãng khác thì đa phần đều không có chống rung ở trên này. Đây các bạn thể thấy chữ OS đây. Cái này nó sẽ giúp bạn khi chụp ảnh thì nó sẽ tránh bị rung nhòe. Đặc biệt khi chụp chân dung mình cần độ nét tuyệt đối. Mình lắp lên những cái body như kiểu A6300, A6000 hay là A6100, A6400, nó không có chống rung cảm biến thì nên có một cái ống chống rung, thì nó sẽ bù lại cho cái đấy chống rung của bạn. Và khi mình chụp thì nó sẽ không bị rung nhòe ảnh. Đặc biệt là những cái thể loại cần độ nét cao như thể chân dung, khi mình chụp bằng cái này zoom vào mắt thì nó sẽ không bị nhòe nhòe những cái ống khác. Một cái lợi thế rất lớn cho những cái ống mà có OIS, có chống rung nhá. Về chiếc ống kính này thì nó giá khoảng tầm 4 triệu đến 1,5 triệu một chiếc ống kính thôi. Nó không quá là cao mà có cả chống rung nữa. Tiếp đến thì chúng ta vẫn có một chiếc ống kính xóa phông, nhưng mà một cái chiếc ống kính này nó sẽ đa dụng hơn một chút. Chiếc ống kính 35F1.8. Chiếc ống kính 35F1.8 này thì nó cũng tích hợp chống rung cho các bạn. Đó, có OIS ở trên này luôn. Cái ống kính này thì nó phù hợp cho những bạn nào mà kiểu mình chụp đa dạng thể loại hơn, mình không chỉ chụp mỗi chân dung đâu. Nếu bạn mà chụp kiểu vừa chụp chân dung, vừa chụp đường phố, thậm chí vừa chụp phong cảnh thì dùng ống này vẫn là ok nhá. Đặc biệt cho cái kiểu đường phố hay chụp đời thường hay là một chút chân dung thì nó quá tuyệt vời luôn. Con này thì nó vẫn F1.8. Và cái lợi thế của con nó so với ống kính 50F1.8 là gì? Nó sẽ nhỏ gọn hơn, như mình có thể soi các bạn thấy. Đó, nó ngắn hơn một khoảng luôn. Rất là tiện để khi mình mà đi chơi mình hoặc là mình đi dạo phố, mình đút vào cái túi sách của mình nó rất là dễ dàng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái chiếc ống kính có khả năng đa dụng tốt. Đó chính là những ống kính đa dụng tốt thì nó sẽ có hai loại này chính. Hai loại ống kính này thì nó sẽ cao hơn hai cái con ống kính kia. Đó chính là ống kính 18-135 và ống kính 18-105. Hai ống kính này đều có độ da rất là tốt nhưng mà nó lại dành cho từng nhu cầu khác nhau. Ví dụ bạn mà chỉ chụp ảnh một chút quay thôi thì nên chọn ống kính 18-135. Nếu bạn đa phần là quay nên chọn 18-105. Tại sao? Để mình chỉ cho bạn nhé. Thứ nhất, nếu mà để chụp thì cái mình cần đó chính là độ nét. Độ nét thì con 18-135 này ăn chặt so với con 18-105 luôn. Còn nếu bạn dùng để quay, ở quay thì nó lại ưu tiên một cái, đó chính là cái khả năng chống rung và cái khả năng đa dụng khi quay, thì cái con 18-105 nó đáp ứng được cho bạn. Ví dụ con 18-105 khi zoom, thứ nhất nó không bị thò thụt. Đó, một cái lợi thế rất là lớn luôn. Bởi vì khi thò thụt vào thì máy lại phải lấy nét lại mà. Thì không bị thò thụt này thì máy nó sẽ tiết kiệm thời gian lấy nét, hỗ trợ rất nhiều khi tự động lấy nét. Thứ hai là nó có zoom điện. Zoom điện thì nó sẽ đỡ gì so với zoom quang. Zoom điện thì nó sẽ zoom rất là mượt mà. Đó, rất là mượt. Còn đối với những cái ống kính nó zoom cơ học ấy
thì nó sẽ như này. Những người nào mà phải khủng lắm ấy thì người ta mới có thể xoay mượt được, còn những người bình thường như mình ấy, thì nó sẽ nó khi xoay zoom lên nó sẽ giật. Ngoài ra con ống kính này khẩu độ thay đổi khi zoom nữa thì ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình quay, thì nên dùng để chụp thôi nhá. Còn ống kính này thì khẩu độ nó cố định f4 thì nó sẽ tốt hơn cho quá trình quay, nó không bị thay đổi thông số thì mình không phải chỉnh lại. Đấy, nếu bạn chụp thì chọn con 18-105, nếu bạn chụp thì chọn con 18-135 này, còn nếu bạn quay thì chọn con 18-105 này. Đó, hai lựa chọn các bạn. Ngoài ra thì có những ống kính đến từ các hãng thứ ba như kiểu Samyang hay Sigma thì nó cũng là một những ống kính đáng chọn. Nhưng mà vấn đề với những ống kính đến từ hãng thứ ba đấy là cái khả năng lấy nét. Cái khả năng lấy nét thì nó sẽ không tương thích được như ống hãng, nên các bạn nên cân nhắc nhé. Ngoài ra thì chất lượng ống kính thì đương nhiên ống hãng lúc nào cũng tốt hơn, giá đắt hơn mà. Nếu các bạn quan tâm đến những cái loại ống kính của dòng Sony này, hoặc là bạn đang phân vân tìm một chiếc máy ảnh, một chiếc ống kính nhỏ gọn để dành cho đi du lịch sắp tới, thì có thể để lại dấu chấm phía dưới để bên mình có thể hỗ trợ báo giá các bạn sớm nhất. Đồng thời đợt này nó có ưu đãi online thì các bạn có thể chấm ở phía dưới, bên mình có thể báo ưu đãi online cho các bạn nhé.